Hi, xin chào các bạn, và đây là chiếc Bphone, à xin lỗi, đây là chiếc điện thoại của BKV. Thì nó là một sản phẩm rầm rộ là điện thoại BKV thương hiệu Việt nhưng mà lại làm từ Trung Quốc, và câu trả lời cho vấn đề này là gì, như thế nào? Trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn cái điện thoại này nhá. Sản phẩm này đó là feature phone C85. Cái này bọn mình mua nên bao giờ bọn mình sẽ làm muộn hơn, chứ còn một số bên mượn được thì họ sẽ làm sớm hơn một chút. Thì đây là cái chiếc điện thoại sử dụng mạng 4G. Nó là nằm trong cái mục tiêu là phổ thông cái điện thoại 4G cho chúng ta, tại vì sắp tới Việt Nam sẽ cắt bỏ mạng 2G nha các bạn. Cái này là trị giá 500.000 đồng và không phải ai cũng mua được, mình nhấn mạnh nhé. Cái này phải dành cho những cái người mà ôi, nó to và dày vãi. Ngoài hình trông nó cụ te này cơ mà. Đúng rồi, cũng như gái đẹp vậy các bạn, không thể tin hình trên mạng được nha. Rồi, ở đây thì nó sẽ ghi một vài tính năng nổi trội như là pin 3000, camera siêu khủng VGA, chụp em nào cũng đẹp bởi vì không nhìn rõ mặt. Màn hình là 2,8 inch. À, hai sim 2G, 3G, 4G và có FM radio. Thì tại sao mà nó lại là made in China trong khi đây là của BKV? Tại vì đây là sản phẩm điện thoại mà BKV họ đã nói từ đầu, đó là họ sẽ ODM nhờ các bên đơn vị Trung Quốc sản xuất, nên các bạn cũng không cần phải đắn đo về việc là nó sản xuất ở đâu gì, bởi vì feature phone mà cần gì phải làm trực tiếp Việt Nam. Có củ sạc đi kèm với cáp, ta có một cái tai nghe 3.5, mục tiêu là để có thể nghe được FM radio. Đấy, cái điện thoại này thì có một cái nút ở giữa rất là khổng lồ. Nó có một cái nấm. Đấy, và các bạn biết người ta nói gì về cái phím này không kia? Tao hỏi mày một câu, su gì sướng nhất? Su đầu rẽ chứ còn gì nữa. Thì đấy, đây là cái nấm này, nó cũng tương tự như vậy các bạn. Nên các bạn khi su nó rất là thích kiểu đó. Thứ nhất là nó lung lay này, nó lồi lên một tẹo rất là hay. Và đây chính là phím chức năng là ra lệnh giọng nói. Thì cái này có hỗ trợ Google Assistant, bởi vì đơn giản là nó có cái chạy iOS là cái nền tảng. Mẹ, cái màn hình nó sâu thế. Tại vì đây là cái dòng điện thoại dành cho những người lớn tuổi, nên mà mình nghĩ là do chúng ta đang dùng những điện thoại smartphone đấy, nên nhìn sang cái này thì nó sẽ tệ. Nhưng mà với các cụ thì màn hình này phải sáng thì là hoàn toàn bình thường, các cụ sẽ không có phàn nàn gì cả. Nó sẽ có các chế độ như chế độ máy bay và data, nhưng đáng tiếc nhất là con này thì lại không có wifi. Đấy là một cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người luôn. Và nó cũng không có tính năng là phát wifi. Vậy bởi vậy nên nếu các bạn muốn tìm những chức năng như vậy thì các bạn thì tìm những cái chiếc điện thoại feature phone đến từ Nokia mà họ cũng chạy là iOS thì là ngon nhất. Như bạn thấy là bên này chúng ta sẽ có Google Assistant, các bạn sẽ có Google Maps, các bạn sẽ có YouTube, các bạn có Facebook, các bạn có WhatsApp. Rồi mình bấm giữ cái này xem nó có ra. Đấy, thì các bạn thấy là nó sẽ ra ngay. Đó là Google Assistant. Tất nhiên các bạn phải cắm sim vào đây để sử dụng 3G, 4G. Rồi, bây giờ quay sang những phím khác. Thì các phím còn lại ấy, có độ đàn hồi rất tốt các bạn nghe này. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, cành đôi xoe, nó là như vậy các bạn, nhưng chịu. Rồi, nó sẽ có một chức năng để bật nhanh đèn flash ở đây, mình sẽ thử cho các anh em. Với những cái máy khác là bấm cái này nó sẽ thoát ra Thoát luôn. luôn. Ủa, cái này đi xóa từng cái một đó hả? Đúng rồi. Thật là, ôi trời ơi, tôi tức. Run 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 run. Rồi, đây bật đèn flash nhé các bạn. Rồi, phía sau các bạn sẽ nhìn thấy đây là loa ngoài này, đèn flash cũng như là camera. Mình thấy khá là lạ khi mà những cái chiếc điện thoại này thì thêm camera làm gì, bởi vì bản chất nó khá là phế mà, đúng không? Nói Rồi. là pin của Rồi, phía sau các bạn chỉ thấy là hai sim Viettel. Giao diện huyền thoại. có thẻ nhớ đó, cục pin thực sự là có dung lượng rất là lớn. Như vậy qua video này thì mình muốn chia sẻ, những bạn nào mà muốn chiếc điện thoại này thì các bạn thể tìm hiểu kỹ hơn trên mạng về các gói cước và các dịch vụ nó đi kèm. Còn hiện thực ra là nếu với tầm tiền này các bạn mua một chiếc feature phone chạy iOS rồi các cái dịch vụ, và đặc biệt nữa là có thể mà phát được wifi, thì các bạn thể lựa chọn những cái điện thoại khác. Lưu ý là tránh những cái con 2G, bởi sắp tới thì bởi vì sắp tới là Việt Nam sẽ cách của bạn và tính tiền theo cách của chúng tôi. Nhưng mà không có sim mà vẫn hiện Viettel Thì cố hợp tác với nhà mạng Viettel mà, à? nhưng mà không phải ai cũng mua được. Đấy, nó hỗ trợ chủ yếu là cho những cái người mà muốn sử dụng ấy, ấy. Kiểu này này. Đấy. Và các bạn có thấy đừng quên like, share, bè. Hẹn mọi người trong các video lần sau. Peace. Xin hãy subscribe.